Đắk Lắk, một tua bin điện gió dự án EA Nam bốc cháy ngùn ngụt. Tua bin trụ điện gió của dự án điện gió EA Nam ở xã EA Nam, H, EA SLL, Đắk Lắk, bốc cháy ngùn ngụt, Thông tin được tờ Thanh Niên đăng tải. Cụ thể, tối ngày 19 tháng 4, một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã EA Nam xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự cố cháy tua bin trụ điện gió của dự án điện gió EA Nam. Đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan để khắc phục sự cố hỗ trợ người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp chủ đầu tư dự án cũng xác nhận sự việc và cho biết đã cơ bản khắc phục xong sự cố, nguyên nhân cháy ban đầu xác định do chập điện. Dự án điện gió EA Nam triển khai tại H, EA Sleo với tổng vốn đầu tư khoảng 16.500 tỷ đồng, có tổng công suất 400 MW. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều người dân trên địa bàn xã EA Nam đồng loạt quay lại clip ghi lại cảnh một trụ điện gió đang hoạt động bốc cháy ngùn ngụt và đăng tải trên mạng xã hội. Theo hình ảnh từ clip, tua bin điện gió cao hơn 100m trên địa bàn xã Yên Nam cháy nguồn ngụt, khói lửa nghi ngút. Trong clip, người dân cũng cảnh báo nhau không được lại gần hoặc di chuyển qua khu vực xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn. Đồng thời, những hộ dân khác sống gần khu vực xảy ra sự cố cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ di rời đến nơi an toàn.